Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chậu hoa tulip xinh xắn như thế này ha. Các bạn có thể tăng giảm size hoặc là mình phối màu tùy thích cho chậu hoa của mình thêm xinh xắn hơn. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút. Tùy vào chiều cao của hoa mà các bạn móc ha, móc lên cho mình một dây móc xích sao cho nó đạt được cái chiều cao đó cộng thêm cho mình khoảng tầm 4 mũi để mình bo cong ở cái phần đáy của hoa ha. Đây là cái điểm cân tăng giảm size đầu tiên nè. Đối với size này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 18 mũi móc xích. Mũi móc xích đầu tiên, mũi thứ hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 và 18 Có được 18 mũi tạo cái độ cao cho hoa của mình rồi nè Có cái độ bo cong 4 mũi ở phía dưới ha Thì tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích Sau đó đâm kim vào chân thứ 18 móc vào đó một mũi móc đơn Để không bị lạc mũi thì dùng kim đánh dấu Đánh dấu vào cái chân mũi móc đơn đầu tiên này các chân kế tiếp mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chưa khoảng tầm 4 mũi móc cuối cùng ha. Móc đơn thứ 2. Móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ 4. Móc đơn thứ 14. Khi có được 14 mũi móc đơn vào 14 chân rồi nè, thì tiếp tục bốn chân móc cuối cùng mình tạo cái độ bo cong cho phần đáy. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi dời ha. Thì chân thứ 15 móc cho mình mũi dời nè. Tiếp tục chân thứ 16 cũng móc mũi dời. Chân 17 tương tự, một mũi dời và chân 18 là chân cuối cùng cũng móc một mũi dời. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được hàng đầu tiên cho phần cánh hoa ha. Móc lên một mũi móc xích. Khi móc lên mũi xích này các bạn nhớ kéo sợi len dài lên sau đó guốc lại để cái mũi móc xích của mình nhỏ lại ha. Ta quay ngược đầu móc lại nè. Thì để ý ở cái phần mũi dời của mình nè, bốn cái mũi dời và các cái mũi đơn bên trên. Mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc. Thì tất cả các cái mũi móc của hàng tiếp theo mình đều đâm kim vào cái đường móc nằm bên dưới ha. Theo chiều mình đang móc nè. Thì đây là cái chân móc, nó sẽ có hai đường, một đường nằm bên trên và một đường nằm bên dưới. Thì khi quay ngược đầu móc lại nè, theo cái chiều mình đang móc thì cái chân đó sẽ nằm ở phía dưới ha. Bốn cái chân của bốn mũi dời đầu tiên, mình sẽ đâm kim lần lượt vào những cái đường đó. Thì đây là cái chân đầu tiên nè. Đâm kim vào cái đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc nha. Móc vào đó cho mình một mũi dời mình có bốn chân của bốn mũi dời thì các bạn sẽ móc cho mình bốn mũi dời và bốn chân liên tiếp đây mũi dời thứ hai nè vào chân này ha và để không bị lạc mũi mình có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân của mũi dời đầu tiên tiếp tục chân kế tiếp cũng móc cho mình mũi dời thứ ba vào chân thứ ba vào đường nằm bên dưới theo chiều mình móc ha mũi dời thứ tư vào chân thứ tư nè khi có được bốn mũi dời vào bốn chân của cái mũi dời phía trên, còn lại các cái chân móc của mũi đơn, mình sẽ móc mũi móc đơn vào mũi chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình vào đường nằm bên dưới luôn nha. Mình sẽ có 13 mũi móc đơn vào 13 chân, trừ cho mình cái chân móc cuối cùng. Khi móc được 13 mũi móc đơn vào 13 chân, còn lại cái chân móc cuối cùng là cái chân mà mình đánh dấu nè. Thì ở cái chân cuối cùng này mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không đâm vào đường bên dưới nữa nha đây là chân móc của nó nè móc vào đây cho mình một mũi móc đơn ta sẽ có được mũi móc đơn thứ 14 ha mình sẽ hoàn tất được hàng móc thứ hai tạo ra 14 mũi đơn và 4 mũi dời tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ ba này mình cũng có tổng cộng là 18 chân của 14 mũi móc đơn và 4 mũi dời ở phía dưới thì chân đầu tiên các bạn sẽ đâm kim là mình luôn vào chân móc của mũi móc đơn phía dưới móc vào một mũi móc đơn Ta đánh dấu vào cái chân đầu tiên này. Từ chân thứ hai trở đi mình cũng móc mũi móc đơn nhưng mình sẽ móc vào cái đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc ha. Ta có mũi móc đơn thứ hai nè, sẽ móc vào đường nằm bên dưới. Tiếp tục móc đơn thứ ba. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến khi ta được tổng cộng là 14 mũi móc đơn vào 14 chân của 14 mũi móc đơn phía dưới ha. Mũi móc đơn thứ 14 nè. Khi hoàn tất được 14 mũi móc đơn vào 14 chân rồi, còn lại 4 chân móc kế tiếp sẽ là 4 chân của mũi dời. Mình cũng đâm kim vào cái đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc nè. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi dời. Ta sẽ có 4 mũi dời vào 4 chân. Tiếp tục mũi dời thứ hai nè, mũi dời thứ ba và mũi dời thứ tư là cái chân mà mình đánh dấu ha, cũng móc cho mình vào đó một mũi dời. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ ba cũng tạo ra tổng cộng là 14 mũi móc đơn và 4 mũi dời. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích, nhớ cuốt lại cho cái mũi móc xích của mình nó nhỏ lại. Sau đó mình quay ngược đầu móc lại. Hàng này thì cũng làm tương tự như hàng móc thứ hai, mình có bốn chân móc của mũi dời và 14 chân móc của 14 mũi móc đơn. Lần lượt đâm kim vào bốn đường móc bên dưới của mũi dời nè, móc vào mũi dời đầu tiên. Đánh dấu vào mũi dời đầu tiên ha tiếp tục chân thứ hai cũng móc mũi dời thứ hai chân thứ ba cũng móc mũi dời thứ ba tất cả đều đâm kim vào đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc nha tiếp tục mũi dời thứ tư vào chân thứ tư khi có được bốn mũi dời vào bốn chân rồi chân kế tiếp sẽ là chân móc của mũi đơn các bạn lần lượt móc cho mình 13 mũi móc đơn vào 13 chân mũi đầu tiên nè mũi thứ hai mũi thứ ba Móc đơn thứ 13 nè Khi có được 13 mũi móc đơn vào 13 chân Thì khác với các cái chân mà mình vừa móc Chân cuối cùng các bạn sẽ móc luôn vào chân móc Chứ không đâm vào đường bên dưới nữa ha Móc vào đây mũi móc đơn Như vậy là ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ tư Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại Tiếp tục hàng này sẽ làm tương tự như hàng thứ ba ha Chân đầu tiên móc luôn vào chân móc một mũi móc đơn Sau đó đánh dấu vào cái chân đầu tiên này 13 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc một mũi móc đơn và đâm kim vào đường nằm bên dưới. Tức là từ chân móc này nè, mình sẽ móc vào cái đường nằm bên dưới cho đến cái mũi trượt phía dưới luôn ha. Mũi thứ ba nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối thì bốn chân cuối cùng cũng móc mũi dời. Các bạn sẽ tiếp tục móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Đây là cái mẫu hoa mà mình hoàn tất ha. Mình muốn cho cái phần thân hoa nó sẽ có cái độ bầu bỉnh nè, thì đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 41 hàng móc tạo ra được cái phần thân của hoa như thế này và lưu ý sắp xếp cho mình cái hàng móc cuối cùng sẽ là cái chân móc mà nằm ở cái mũi mà mình móc mũi trượt phía dưới nè thì khi đã hoàn tất cho mình được cái phần thân hoa rồi các bạn từ cái chân móc này mình đưa kim về cái chân móc xích đầu tiên mà ta tạo nè móc vào đó một mũi dời khi kết thúc mũi dời thì nhớ gút lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích thì đây sẽ là cái phần thân hoa bên trên ha và cái phần đáy bên dưới đó sẽ có một cái độ rộng như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành chậm mũi để mình bo nhỏ lại cái phần đáy ha để chậm mũi thì các bạn sẽ để ý cho mình ở cái phần hàng mũi dời nè các cái hàng mũi dời của mình nè hai hàng móc bên trên nó sẽ tạo ra được một cái đường gờ như thế này chính giữa của cái hàng mũi dời này ha các bạn sẽ đâm kim cho mình vào những cái điểm chính giữa này thì cái mũi chậm đầu tiên nè các bạn đâm kim cho mình vào cái kẽ chính giữa của hai cái hàng mũi dời này đâm kim và kéo lên khi trên kim được hai đường nè tiếp tục đâm kim vào kẽ của hai cái hàng kế tiếp đâm kim và kéo lên khi trên kim được ba mũi móc thì kéo qua hết ba đường trên kim ta có được cái mũi chậm đầu tiên ha các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết vòng tiếp tục đâm vào kẽ tiếp theo nè giữa hai cái hàng mũi dời này đâm kim kéo lên sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân kế tiếp kéo lên thì hai hàng mũi dời nó sẽ tạo ra một kẻ như vậy ha kéo qua ba đường trên kim sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi chụm đầu tiên móc vào đó một mũi dời nhớ rút lại nè móc lên một mũi móc xích như vậy là ở cái phần đáy của hoa nó sẽ giảm đi tạo một cái độ bo nhỏ lại như thế này thì đối với những bạn nào mà canh tăng giảm sai nè các bạn sẽ đếm cho mình số mũi chậm mà mình đang có ở đây nếu mà nó ít hơn từ 7 mũi trở xuống ha thì mình sẽ không cần móc tiếp hàng kế tiếp Còn nếu mà nó từ 7 mũi trở lên thì các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng móc chậm nữa ở đây của mình tạo ra được 10 mũi chậm thì 10 mũi này nó lớn hơn 7 nên các bạn sẽ tiếp tục tạo cho mình thêm một hàng móc nữa để mình bo nhỏ lại cái phần này ha thì để tạo hàng móc tiếp theo các bạn cũng móc cho mình các cái mũi chậm liên tiếp vào hai chân móc ha chân đầu tiên nè đâm kim vào chân đầu tiên sau đó kéo lên qua chân đầu tiên tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai kéo lên và kéo qua ba đường trên kim ta được cái mũi chậm đầu tiên ha sau đó làm tương tự cho đến hết vòng khi móc đến cuối vòng thì đâm kim vào chân của mũi chậm đầu tiên móc vào đó một mũi dời Lúc này các bạn sẽ kéo dài sợi len và cắt len. Nhớ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ha. Kéo sợi len qua nè, xỏ sợi len vào trong kim khâu. Thì cái hàng mũi chụm cuối cùng của mình nè, nó sẽ tạo ra một cái khoảng như thế này. Cái độ rộng này, các bạn sẽ đâm kim lần lượt cho mình vào năm cái chân mà mình chụm ở đây ha. Tùy vào size mà cái số mũi móc này nó có thể khác nhau nha. Đâm kim từ ngoài vào trong, năm cái đường móc bên ngoài nè. Của năm cái chân này ha. Chân thứ tư nè. Và chân thứ năm. Khi đâm kim được vào năm chân rồi, tiếp tục đâm kim vào cái chân đầu tiên. Các bạn sẽ đâm vào bên trong của phần thân hoa. Sau đó mình sẽ gút thật mạnh lại thì cái vòng tròn cuối cùng này của mình nó sẽ nhỏ lại ha. Tùy vào size mà cái số vòng này nó có thể khác nhau nha. Ta sẽ tạo ra được cái phần đáy của hoa nè lật cho mình cái mặt bên trong của hoa ra các bạn sẽ di chuyển kim cho mình lên phía trên cái hàng mũi xích đầu tiên nè để ý ở cái hàng cuối cùng mà mình móc ở cái phần thân hoa ha ta cũng có hai cái đường móc của một chân móc nè thì mình đều đâm kim vào cái đường móc nằm bên dưới của cái hàng này đâm kim từ ngoài vào trong đường móc nằm bên dưới ha đây là chân đầu tiên nè sau đó mình đâm kim vào cái chân xích tương đương với nó là cái hàng xích đầu tiên mà mình gây nên hả kéo lên tiếp tục đưa kim về vị trí ban đầu đâm kim vào cái chân thứ hai cũng đâm vào đường bên dưới và đâm kim vào chân xích thứ hai tương đương, đương hả kéo lên nè làm tương tự cho chân thứ ba nè đường bên dưới và cái chân xích nè kéo lên khi mình đã kéo được một đoạn thì các bạn nhớ guốc lại cho cái mũi khâu của mình nó khít lại sau đó khâu cho đến hết thì ta sẽ hoàn tất được phần thân hoa nè đến cái mũi khâu cuối cùng thì mình sẽ đâm luôn vào chân móc nha khâu lại ta sẽ hoàn tất được phần thân hoa như thế này hoàn tất rồi thì nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong lượng gòn các bạn nhồi vào nó sẽ vừa phải không cần phải nhồi quá nhiều ha để có cái phần thân hoa của mình nó được mềm mại nó không có bị căng cứng nè sau đó mình sẽ nhồi cái phần gòn vào bên dưới Gặp cho mình cái phần hoa theo cái hướng này Đâm kim về cái chân móc đầu tiên nè Mà ta khâu á Đồng thời đâm kim vào cái chân móc tương đương nằm chính giữa nha Tâm của cái hàng này Sau đó từ đây mình đưa kim qua cái chân móc kế bên Và đâm ngược về cái chân của mũi xích đầu tiên nè Kéo về đây ha, sau đó guốc lại Để cố định lại cái được đường khâu này nè Các bạn có thể tạo cho mình một quút ở đây hoặc là những bạn nào kỹ thì không cần tạo gút ha Sau đó đâm kim về cái chân móc của cái mũi cuối cùng ở bên này Và lúc này các bạn sẽ đâm kim về cái tâm điểm ở cái đầu còn lại ha Đâm kim vào chân móc này Đâm từ trong ra ngoài Sau đó tiếp tục đâm từ ngoài vào trong chân móc kế bên Đưa kim cho mình luôn xuống phía dưới cái mũi khâu ở chính giữa này Đâm lên nè, sau đó tiếp tục ở đầu bên này cũng làm tương tự ha tâm từ trong ra ngoài vào chân móc tương đương sau đó từ ngoài vào trong chân móc kế tiếp kéo cho mình về cái vị trí ban đầu đối diện với cái mũi mà mình vừa khâu ở đây như vậy là mình sẽ khâu bo lại được cái phần đỉnh của hoa ha đến đây thì các bạn sẽ nhồi cái phần gòn vào bên trong hết cho mình sau đó mình sẽ giấu cái sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Mình có thể khóa mũi ha. Sau đó giấu cái sợi len thừa này vào trong. Để cho cái sợi len thừa của mình nó không có bị tuột á thì các bạn sẽ giấu cho mình một đoạn trước. Vào trong các cái đường móc của mũi đơn nè. Giấu một đoạn rồi á thì các bạn tiếp tục đâm kim cho mình lùi về một chân móc. Thì đây là cái chân mình vừa đâm kim lên ha. Lùi về cho mình một cái đường móc sau đó đâm kim về cái chân móc này và tiếp tục giấu lên về phía trước khi giấu lên hoàn tất rồi thì cắt cái đoạn lên thừa đi như vậy là ta sẽ hoàn tất được phần thân hoa ha canh chỉnh cho cái phần gòn của mình nó đều lại nè ta sẽ có được một cái mẫu hoa tulip xinh xắn như thế này bây giờ mình sẽ móc cái phần lá đầu tiên cần tạo một nút móc và kéo lên qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút Chiều dài của phần lá thì các bạn có thể móc cho mình sao cho nó có cái chiều dài gấp đôi so với chiều cao của phần thân hoa hoặc là gần gấp đôi cũng được ha. Tùy vào sở thích các bạn muốn phần lá nó dài hay ngắn thì các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái đoạn xích này. Mẫu này thì mình sẽ móc lên là 25 mũi móc xích. Khi có được 25 mũi tạo ra cái độ cao cho phần lá rồi, móc lên một xích. Chân thứ 25 móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Mũi đầu tiên và mũi thứ hai các bạn có thể dùng kim đánh dấu vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ha những bạn nào mà không để ý được mũi móc á chân thứ hai sẽ móc mũi nửa kép các chân còn lại mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến chân cuối cùng cho tất cả các cái sai các bạn đều làm tương tự như vậy ha Sau khi móc cho mình các cái mũi kép đơn cho cái phần thân lá rồi nè Thì đến cái chân móc cuối cùng Ở chân móc cuối cùng này mình sẽ tạo điểm nhọn ha Móc cho mình vào chân cuối cùng 3 mũi kép đơn cùng chân móc Kép đơn đầu tiên Kép đơn thứ hai Và kép đơn thứ ba vào cùng chân móc cuối cùng khi có được 3 mũi kép đơn rồi móc tiếp lên hai mũi móc xích Sau đó móc luôn vào cái chân móc mà mình vừa móc đó thêm 3 mũi kép đơn nữa Ta sẽ có được mũi thứ tư nè, mũi thứ năm và mũi thứ sáu cho cái chân móc cuối cùng này ha. Mình sẽ tạo ra được một cái điểm nhọn cho phần lá. Tiếp tục di chuyển kim đến các cái chân còn lại thì các bạn sẽ móc đối xứng cho mình. Tức là đầu bên này mình móc mũi gì thì đầu còn lại mình sẽ móc tương đương ha. Mình sẽ móc các cái mũi kép đơn cho đến hai chân móc cuối cùng. khi đã hoàn tất cho mình được các cái mũi kép đơn cho đến hai cái chân móc cuối cùng thì chân kế cuối móc cho mình mũi nửa kép ha tương tự như đầu bên cạnh và chân cuối cùng thay vì ban đầu mình móc hai mũi móc đơn các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào chân cuối cùng như vậy là chân cuối cùng mình sẽ có 3 mũi móc đơn ha kết thúc thăm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời nhớ guốc lại cho mũi dời nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích ta sẽ có được hàng đầu tiên cho phần lá tiếp tục đến cái hàng móc thứ hai thì các bạn sẽ sử dụng cho mình kẽm cành nè mình sẽ chập đôi cái phần kẽm cành lại sao cho nó có cái chiều cao dài hơn so với chiều cao của phần lá mình sẽ nẹp cái phần kẽm này vào trong thân lá ha đưa cho mình cái phần kẽm vào nè phần lá nếu các bạn muốn cái phần lá của mình nó to thì mình có thể thay đổi mũi kép đơn hoặc là mũi nửa kép còn đối với mẫu này mình sẽ sử dụng mũi móc đơn cho cái hàng móc thứ hai này ha các bạn có thể sử dụng cho mình mũi nửa kép hoặc là mũi kép đơn cũng được Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn Và cũng giấu cho mình cái phần kẽm này vào trong mũi móc Các chân móc kế tiếp mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn ha Móc cho đến cái phần đỉnh nhọn bên trên Nhớ giấu cái phần kẽm vào trong luôn nè Móc cho đến phần đỉnh ha Thì phần kẽm của mình nó nằm bên trong nè được các cái mũi móc đơn cho cái phần thân lá bên này rồi thì tiếp tục ở cái khoảng trống mà mình tạo nè móc vào đó ba mũi móc đơn để mình tạo điểm nhọn tiếp theo ha vào cái khoảng trống của hai mũi xích á mũi đầu tiên mũi thứ hai và mũi thứ ba được ba mũi móc đơn rồi móc lên một mũi móc xích tiếp tục móc vào khoảng trống đó ba mũi móc đơn nữa ta sẽ có mũi móc đơn thứ tư nè móc đơn thứ năm nhớ dấu cái phần kẽm ha về móc đơn thứ sáu ta sẽ tạo ra được cái điểm nhọn cho phần lá chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng ha giấu cái phần kẽm luôn nha sau khi móc đến cuối cùng thì chân của mũi móc đơn cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên các bạn sẽ đưa cho mình cái chùm kẽm này nè lên phía trên của đầu kim ha sau đó đầu kim kéo sợi len dài qua móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích thì đưa hai cái đầu kẽm về lại vị trí cũ sau đó cắt len ha các bạn có thể cắt một đoạn len vừa đủ dài sau đó mình sẽ canh chỉnh cho cái phần kẽm của mình nó đều lại với các cái mũi móc nè thì như vậy thì mình sẽ hoàn tất được cái phần lá như thế này ha tùy vào cách phối lá mà các bạn có thể móc cho mình một cho đến hai lá để mình đính vào trong cái phần thân của bông hoa nè Đối với mẫu hoa này mình sẽ móc hai lá. Để mình nẹp cái phần kẽm cành vào, đâm kim cho mình vào cái đáy của phần hoa. Vào cái vòng cuối cùng ha. Vào hai chân móc nằm ngang, sau đó mình sẽ đưa cái sợi len mà mình cuốn á vào hai cái đường móc này. Dùng kẽm cành đâm vào cái điểm tâm chính giữa của phần bông hoa. Sau đó canh chỉnh cho phần hoa của mình nó đều lại. Một tay thì mình sẽ cầm cái sợi len ngắn kèm với lại cái phần kẽm cành tay còn lại thì sử dụng sợi len dài ha giữ nguyên cái vị trí ở sát với cái góc của phần hoa nè sau đó kéo căng cái sợi len dài các bạn sẽ quấn quanh cái phần kẽm quấn và mình giấu luôn cả cái sợi len ngắn vào bên trong ha khi quấn thì nhớ canh sát lại để cho nó không có bị hở cái phần kẽm bên trong Khi các bạn đã quấn cho mình một đoạn vừa đủ dài rồi thì mình sẽ tiếp tục quấn để mình nẹp cái phần lá luôn ha. Các bạn sẽ đưa cho mình cái mặt phải của lá lên bên trên. Mặt trái thì nằm ở phía dưới nè. Các bạn sẽ quấn luôn cái phần kẽm và sợi len thừa của phần lá vào ha. Ở đây các bạn có thể phố cho mình một hoặc là hai lá nè. Đến cái phần lá thứ hai thì cũng làm tương tự ha. Đưa cái lá thứ hai vào cũng đưa cái mặt phải lên bên trên Mặt trái xuống dưới Và tiếp tục quấn ha Mình cũng quấn luôn cái phần kẽm dư và cái sợi len thừa ở cái lá thứ hai Các bạn sẽ quấn cho mình cho đến hết cái phần kẽm cành Hoặc là tùy vào chiều cao của phần cành hoa mà mình có thể quấn theo cái chiều cao phù hợp Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu hoa tulip xinh xắn như thế này Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần chậu hoa để mình à, cắm cái phần hoa này vào ha các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 7 mũi móc đơn mũi đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy khi hoàn tất được 7 mũi rồi nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời khi kết thúc mũi dời thì nhớ các bạn sẽ kéo dài cho mình cái sợi len một tí sau đó mình nghiêng cái sợi len qua cái tay mình cầm kim và kéo thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại sau đó kéo sát đầu kim và móc lên một mũi móc xích guốc lại nè thì ta được cái vòng tròn đầu tiên ha với bảy mũi móc đơn tạo ra bảy chân cho vòng thứ hai thì vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình bảy chân đó mỗi chân là mũi tăng ha mũi tăng tức là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu nè. Móc vào đó hai mũi móc đơn. Đây mình sẽ gọi là mũi tăng ha. Sau đó làm tương tự cho 6 chân còn lại. Chân thứ hai cũng móc mũi tăng nè. Chân thứ ba tương tự ha. Hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng mình sẽ có tổng cộng là 7 mũi tăng vào 7 chân. Kết thúc vòng tiếp tục đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, Hút lại cho mũi dơ nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích tiếp tục đến cái hàng móc thứ ba thì hàng móc thứ ba các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau chân móc đầu tiên móc một mũi móc đơn là cái chân mà mình vừa kết thúc cái vòng thứ hai ha được mũi móc đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai sẽ móc cho mình mũi tăng hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè như vậy là ở vòng móc thứ ba mình sẽ có được cụm móc như thế này. Một mũi đơn và một mũi tăng. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Sau khi móc đến cuối vòng thì hai chân móc cuối cùng cũng tạo ra được cụm cuối cùng nè. Một mũi đơn sau đó là mũi tăng. Khi kết thúc vòng này thì mình cũng có tổng cộng là 7 cái cụm móc như thế này. Ta tăng được 7 mũi cho vòng này ha. Tiếp tục kết thúc vòng. Đâm kim kéo lên. Guốt lại móc lên một xích đến vòng móc thứ tư thì mình sẽ dựa vào vòng bên dưới mình sẽ tăng tình tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi thì cái vòng thứ ba của mình có cụm móc là một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc thì cái mũi móc đơn này là móc đơn lẻ nè ở đây mình có một mũi thì hồng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn mỗi chân ha chân đầu tiên một mũi móc đơn và chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn khi có được hai mũi móc đơn rồi thì chân kế tiếp móc mũi tăng như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng. Các bạn có thể móc tương tự cho đến cuối vòng. Hoặc là ở đây các bạn có thể để ý cho mình nè. Ở cái cụm mà có cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân. Ở đây của mình là hai mũi. Thì hai mũi là số chẵn hơn các bạn có thể đảo công thức cho mình ở vòng này. Để đảo công thức mình sẽ chia đôi cái số mũi móc đơn lẻ này ra. Các bạn có thể đảo cho mình như sau. Mình sẽ móc một mũi móc đơn vào chân đầu tiên trước sau đó chân thứ hai mình sẽ móc mũi tăng ha hai mũi móc đơn cùng chân móc nè và chân kế tiếp sẽ móc một mũi móc đơn như vậy là khi đảo công thức mình sẽ có được cụm như thế này một đơn một tăng và một đơn cộng lại mình cũng có hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng ha móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng khi móc đến cuối vòng thì ba chân móc cuối cùng cũng tạo ra cái cụm thứ bảy ha là cụm cuối cùng một đơn một tăng và một đơn nè ta có được 7 cụm móc như thế này tăng được 7 mũi tiếp tục kết thúc vòng ha móc lên một xích hàng móc kế tiếp thì cũng tương tự như hàng bên dưới mình sẽ dựa vào cái hàng bên dưới và tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên ở đây của mình hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng mình có đảo công thức ha thì hàng kế tiếp tăng tịnh tiến lên các bạn sẽ có cho mình là 3 mũi móc đơn mũi chân. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Có được 3 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Móc tương tự cụm này đến các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta để ý ở cái cụm này, số mũi móc đơn lẻ đang là số lẻ ha. 3 mũi là số lẻ thì mình sẽ móc bình thường như công thức, tức là móc số mũi móc đơn lẻ trước, sau đó mới móc mũi tăng ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cụm này cho đến cuối vòng Sau khi móc đến cuối vòng thì ta cũng có được tổng cộng là 7 cái cụm móc như thế này Mình tăng được 7 mũi cho vòng này luôn ha Tiếp tục kết thúc vòng nè Đâm kim vào chân đầu tiên Kéo lên Guốt lại sau đó móc lên một mũi móc xích Đến hàng móc kế tiếp thì cũng tương tự Tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên Dựa cho mình vào hàng bên dưới nè mình có 3 mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng thì kế tiếp tăng tịnh tiến lên mình sẽ có 4 mũi móc đơn mỗi chân ha mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba và mũi thứ tư được 4 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ móc mũi tăng ta có được cụm móc như thế này các bạn có thể móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối hoặc là mình cũng có thể đảo công thức ha tức là ở đây cái số mũi móc đơn để mỗi chân của mình đang là số chẵn nè bốn mũi là số chẵn thì mình có thể đảo công thức chia đôi cái số mũi móc đơn lẻ này ra mình sẽ đưa cái mũi tăng vào chính giữa các bạn có thể đảo cho mình như sau ha ta móc hai mũi móc đơn mỗi chân trước sau đó chân kế tiếp móc mũi tăng hai mũi móc đơn vào cùng chân nè kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn vào mũi chân thì khi đảo công thức mình sẽ có cực cực móc như thế này ha hai mũi mỗi chân mũi tăng và hai mũi mỗi chân cộng lại ta cũng có được bốn mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng móc tương tự cho mình cụm này cho đến cuối vòng sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cứ tăng tình tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi cho từng hàng hết ví dụ như hàng này là bốn mũi thì hàng kế tiếp sẽ là 5 mũi 6 mũi và xen kẽ sẽ là mũi tăng móc thêm nhiều hàng như vậy cho đến khi ta đạt được cái độ rộng nè và nhớ các bạn có thể đảo công thức cho mình ở những hàng móc có cái cụm móc mà số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn để khi mà mình móc thêm nhiều hàng á cái mũi tăng của mình nè nó sẽ không bị nằm chồng lên nhau nó giúp cho cái vòng tròn của mình nó đều hơn ha sau khi móc thêm nhiều hàng móc thì đối với size bình này mình sẽ dừng lại ở phần đáy bình với 8 hàng móc hàng móc tăng mũi cuối cùng của mình sẽ dừng lại ở công thức 6 mũi mỗi chân và mũi tăng ha ta sẽ có được cái độ rộng cho phần đáy bình như thế này khi hoàn tất được độ rộng của phần đáy bình rồi, bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân bình những bạn nào mà tăng size thì có thể tăng nhiều vòng móc hơn ha, cho nó có cái độ rộng hơn. Thì các bạn móc cho mình cái hàng móc đầu tiên của cái phần thân nè. Mình sẽ đưa kim xuống phía dưới, đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên. Sau đó mình đâm ngang qua chân móc của mũi móc đơn thứ hai. Mình sẽ đâm kim như thế này ha, mình sẽ lặp lại nè. Thay vì mình đâm kim vào cái chân móc đầu tiên thì đây là cái chân móc đầu tiên ha. Ta sẽ không móc vào cái chân này mà các bạn đưa kim xuống phía dưới, đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc đầu tiên, sau đó đâm ngang qua cái chân của mũi móc đơn thứ hai, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn, ta sẽ có được mũi móc đơn đầu tiên. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai thì đâm kim từ dưới lên trên vào chân của mũi móc đơn thứ hai và đâm ngang qua chân của mũi móc đơn thứ ba, móc vào đây mũi móc đơn thứ hai. Mũi kế tiếp thì đâm từ chân thứ ba đến chân thứ tư ha, cứ lặp lại như vậy cho mình nè thì mũi thứ hai nè đâm kim vào chân thứ hai từ dưới lên trên đâm ngang qua chân thứ ba móc vào đây mũi móc đơn thứ hai tiếp tục móc đơn thứ ba nè đâm từ dưới lên trên vào chân thứ ba đâm ngang qua chân thứ tư móc vào mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết hàng sau khi móc đến cuối hàng thì ở cái chân móc cuối cùng mình sẽ đâm kim từ dưới lên trên vào chân cuối cùng và đâm ngang qua cái chân của mũi đầu tiên ha móc vào mũi móc đơn cuối cùng nè ta hoàn tất được cái hàng móc đầu tiên cho phần thân tạo cái độ cao như thế này kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời nhớ guốc lại ha sau đó móc lên một mũi móc xích hàng móc kế tiếp mình tiếp tục tạo thêm cho mình một hàng móc mũi đơn để tạo cái độ cao cho phần đáy lúc này mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không cần phải đâm kim tương tự như cái hàng đầu tiên nữa nha mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì kết thúc vòng nè, tạo được cái độ cao cho cái phần đáy bình rồi. Kết thúc hàng nè, đâm kim, kéo lên, vuốt lại và lên cho mình hai mũi móc xích để mình móc cái phần thân trên. Mình sẽ sử dụng mũi kép đơn nên móc lên cho mình hai mũi xích nè. Sau đó mình sẽ tạo những cái họa tiết hạt bắp cho phần thân bình ha móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi kép đơn cho tất cả các cái size các bạn đều móc cho mình cái họa tiết hạt bắp như thế này luôn nè chân đầu tiên mình sẽ móc một mũi kép đơn được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi ở cái chân thứ hai sẽ tạo một họa tiết hạt bắp thì cách tạo họa tiết hạt bắp các bạn sẽ lấy len cho mình lên trên kim sau đó ta đâm kim vào chân móc thứ hai ha đâm kim nè kéo lên kéo dài sẽ len lên một tí sau đó trên kim được ba đường kéo qua hai đường trên kim tiếp tục làm tương tự cho mình lần thứ hai lấy lên đâm kim vào chân móc cùng chân móc luôn nhé kéo lên kéo dài sợi len lên và kéo qua hai đường trên kim cứ làm tương tự như vậy cho mình cho đến khi mình đạt được khoảng tầm 5 cho đến 6 mũi tùy vào cái độ to của hạt bắp mà các bạn móc lên cho mình nhiều mũi hay ít mũi ha tiếp tục lần thứ năm nè lấy len đâm kim kéo lên và kéo qua hai đường ở đây mình sẽ tạo cái độ rộng với 5 mũi trên kim của mình đang được 6 đường kéo qua hết các đường trên kim lúc này các bạn đừng có kéo dài sợi len quá mà mình kéo sát với cái đầu kim luôn sau đó mình đâm kim vào chân kế tiếp móc mũi kép đơn ta sẽ hoàn tất được cái hạt bắp nè mình dùng tay ấn nhẹ từ bên trong ra bên ngoài để hạt bắp của mình nó lồi ra bên ngoài kỹ hơn ha ta có được một họa tiết như thế này từ họa tiết này đến họa tiết kế tiếp cách nhau cho mình là 3 mũi kép đơn kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba có được 3 mũi kép đơn liên tiếp rồi chân móc kế tiếp tạo một hạt bắp tương tự lấy len lần thứ nhất nè đâm kim vào cùng chân móc nha kéo lên kéo qua hai đường tiếp tục lần thứ hai kéo qua hai đường lần thứ ba nè Lần thứ tư Lấy lên Đâm kim kéo lên qua hai đường Lần thứ năm Các bạn có thể móc cho mình thêm một lần nữa ha Lần thứ sáu cũng được tùy vào cái độ to của hạt bắp Ở đây mình sẽ dừng lại với 5 lần nè Kéo qua hết các đường trên kim Kéo sát lại nha Sau đó chân kế tiếp móc mũi kép đơn Các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép đơn liên tiếp Sau đó tạo cho mình thêm một hạt bắp ở cái chân móc thứ tư ha như vậy là khoảng cách giữa hai hạt bắp sẽ cách nhau là ba chân móc nè. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi hoàn tất được hàng hạt bắp cho đến cuối hàng rồi, nhiều trường hợp cái số mũi móc cuối cùng nó sẽ không đủ để mình tạo khoảng cách giữa hai hạt bắp. Thì các bạn có thể chia cho mình cái khoảng cách này, có thể cách nhau là một chân hoặc là hai chân ha. Thì ở đây cái họa tiết hạt bắp ghế cuối và họa tiết hạt bắp cuối cùng, mình sẽ cho nó cách nhau là hai mũi kép đơn thôi nè. Đây, ở đây mình còn dư là 5 mũi ha thì nó có thể cách nhau khoảng tầm mà 1 cho đến 3 mũi kép đơn tùy. Ở đây mình sẽ tạo hạt bắp ở cái vị trí này ha. Lần thứ ba nè. Lần thứ tư. Lần thứ năm, sau đó kéo qua hết các đường trên kim. Nhớ kéo sát lại chứ đừng có kéo dài lên quá nha. Sau đó móc các cái mũi kép đơn đến chân cuối cùng. Ta hoàn tất được hàng hạt bắp đầu tiên ha. Tiếp tục kết thúc nè đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên Móc vào đó một mũi dời Nhớ guốc lại cho mũi dời nhỏ lại Móc lên hai mũi móc xích Tiếp tục đến hàng móc thứ hai mình cũng tạo những cái họa tiết hạt bắp tương tự như vậy Nhưng mà lúc này các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình các cái hạt bắp ha Cho nó so le với nhau nè Lúc này mình sẽ móc 3 mũi kép đơn vào ba chân kép đơn đầu tiên vào chân đầu tiên kép đơn thứ hai vào chân thứ hai chân thứ hai là chân của hạt bắp ha là cái chân móc này nè móc vào đây mũi kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba là kép đơn là cái chân của mũi kép đơn ở phía sau của hạt bắp khi có được ba mũi kép đơn rồi chân kế tiếp sẽ là cái chân nằm chính giữa của ba mũi là cái khoảng cách giữa hai hạt bắp phía dưới nè thì chân nằm chính giữa đó móc cho mình một khoảng tiết hạt bắp ha lấy lên nè 5 lần liên tiếp nha 5 hoặc 6 lần tùy vào các bạn canh chỉnh nè lần thứ hai nè lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm sau đó kéo qua hết các đường trên kim lúc này mình sẽ về lại giống như các cái hàng móc bên dưới ha ba mũi kép đơn sau đó sẽ là một hạt bắp canh chỉnh cho hạt bắp của mình nó lồi lên nè móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cứ xen kẽ các cái hạt móc vào chính giữa của hai hạt móc phía dưới móc cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của cái phần thân bình ha mỗi hạt móc sẽ cách nhau là ba mũi kép đơn nè đến cái mũi đơn kế tiếp tạo một họa tiết hạt bắp ở chính giữa của hai hạt bắp phía dưới ha lấy lên lần thứ nhất nè lần thứ hai đâm kim vào cùng một chân móc ha lần thứ tư và lần thứ năm sau đó kéo qua hết các đường trên kim móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết và thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt chiều cao của phần thân bình là được để tạo điểm nhấn cho phần thân bình thì ở đây mình có thay màu nè có rất là nhiều cách để thay màu ha thì mình sẽ sử dụng cách này nè các bạn sẽ kéo dài cho mình cái đường móc của cái mũi cuối cùng mình đang móc sau đó ta đâm kim vào cái đường nằm bên ngoài của chân móc cuối cùng đó và một cái đường nằm ở bên trong của cái thân mũi kép đơn này mình sẽ đưa một cái sợi len khác màu qua hai cái chân mà mình vừa đâm kim này ha trừ một đoạn vừa đủ dài sau đó kéo cái sợi len khác màu này qua hai cái đường móc trên kim lúc này trên kim của mình đã đổi được màu rồi ta đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc vào đó một mũi dời từ đây móc lên hai mũi móc xích thì sợi len của mình lúc này đã thay được màu rồi ha nắm cái sợi len dài màu xanh đậm nè kéo thật mạnh lại để mình kết thúc được cái hàng móc thay màu phía dưới sau đó cắt cái đoạn len này đi ha còn cái sợi len màu xanh nhạt nè các bạn sẽ sử dụng cho mình cái sợi len ngắn phía dưới mình guốc thật mạnh lại để cái mũi giờ của mình nhỏ lại sau đó mình sẽ móc tiếp một cái cái hàng móc tạo hạt bắp nè Móc xen kẽ các cái hạt bắp kế tiếp ha ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được chiều cao của phần thân bình ha các bạn cũng có thể thay đổi thêm nhiều màu khác nhau nè và nhớ móc cho mình các cái hàng hạt bắp nó xen kẽ với nhau để mình tạo điểm nhấn cho phần thân bình ha sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc lúc này cái phần thân của bình nó sẽ có được những cái họa tiết hạt bắp xen kẽ lẫn nhau và mình đã đạt được cái chiều cao của phần thân bình rồi ha mình sẽ móc cái phần màu xanh đậm ở phía dưới là 3 hàng, hai màu xanh bên trên là 4 hàng nè, tạo cái họa tiết như thế này. Hoàn tất được phần thân bình rồi móc cho mình một hàng viền mũi đơn vào các cái chân móc ha. Sau đó tiếp tục kết thúc cái vòng viền này và mình sẽ bo lại để cái phần miệng của bình nó nhỏ dần lại ha. Đâm kim vào đây móc một mũi dời, cuốt lại sau đó lên một mũi móc xích. Thì để giảm mũi các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng tăng mũi cuối cùng ở phần đáy bình nè Phần tăng mũi cuối cùng ở phần đáy bình của mình dừng lại ở hàng thứ 8 với 6 mũi móc đơn mỗi chân và mũi tăng ha. Mình sẽ bê cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống phía dưới. Các bạn sẽ móc cho mình là 6 mũi mỗi chân. Mũi đầu tiên. Mũi thứ hai. Ở các cái size mà các bạn tăng hay là giảm mình cũng dựa vào cái hàng móc tăng mũi cuối cùng ở phần đáy, sau đó bê cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân của cái hàng đó lên đây ha. Khi đã có được 6 mũi rồi thì chân kế tiếp thay vì mình tăng mũi giống như là cái phần đáy ở dưới á thì bây giờ các bạn sẽ chụm cho mình hai chân liên tiếp lại thành một mũi để mình giảm mũi ha. Cách chụm nè, ta đâm kim vào chân móc kế bên, kéo len qua chân móc. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, kéo len, sau đó kéo cho mình qua hết ba đường trên kim ha. Như vậy là mình sẽ có được mũi giảm nè. Ta có được cụm móc 6 mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm. Các bạn móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Hoặc là ở đây mình cũng có thể đảo công thức tương tự như cái hàng tăng mũi ở phần đáy Tức là cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân của cái hàng này đang là số chẵn 6 mũi là số chẵn thì mình có thể đảo công thức Chia đôi cho mình cái cụm này ra và đưa cái mũi giảm vào chính giữa ha Khi đảo công thức thì mình có 3 mũi mỗi chân Sau đó hai chân kế tiếp chụm mũi nè Đâm kim lần lượt vào hai chân sau đó kéo len qua ba đường trên kim ha Tiếp tục móc 3 mũi vào ba chân liên tiếp như vậy là khi đảo công thức mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. 3 mũi mỗi chân, mũi giảm sau đó là 3 mũi mỗi chân. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng ta cũng có được 7 cụm móc như thế này, mình giảm đi được 7 mũi, giúp cho cái phần miệng của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại rồi nè. Hàng kế tiếp thì khác với cái phần tăng mũi bên trên, mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ, thì lúc này mình giảm mũi các bạn sẽ giảm dần cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi ha thì hàng mình vừa móc là 6 mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm thì bây giờ các bạn sẽ giảm cho mình xuống một mũi mình sẽ có 5 mũi mỗi chân ha móc cho mình 5 chân liên tiếp mỗi chân là một mũi và ở cái năm chân này nó là số lẻ nên các bạn không cần phải đảo công thức nha móc cho mình 5 chân liên tiếp nè chân đầu tiên tiếp tục chân thứ hai chân thứ ba chân thứ tư và chân thứ năm có được 5 mũi mỗi chân rồi hai chân kế tiếp mình sẽ móc mũi giảm thì mũi giảm tương tự như các mũi giảm phía dưới ha đâm kim lần lượt vào hai chân móc liên tiếp với nhau sau đó kéo len qua ba đường trên kim ta sẽ có được cụm móc như thế này cho hàng này các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa các hàng móc kế tiếp cứ giảm dần số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi và xen kẽ sẽ là mũi giảm ha. ta có thể đảo công thức ở những hàng có số mũi móc đơn lẻ mũi chân là số chẵn, tương tự như là cái phần đáy bình. các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi mình đạt được cái vòng cuối cùng của mình là hai mũi đơn, mũi chân sau đó là mũi giảm ha. ở đây mình sẽ có một lưu ý đối với những bạn nào mà muốn cho cái phần thân bình của mình á, mình sử dụng len mew cotton nó sẽ hơi mềm cho cái phần thân bình ha. các bạn sẽ sử dụng cho mình một tấm canvas. Mình sẽ cắt cái tấm này với cái chiều cao bằng với chiều cao của phần thân bình. Cái chiều rộng thì các bạn có thể cắt dài hơn ha. Sau đó mình sẽ cuộn lại cái tấm canvas của mình và nhét vào bên trong của thân bình. Luôn được vào bên trong rồi các bạn sẽ canh chỉnh cho cái tấm canvas của mình nó căng ra, giúp cho cái phần thân bình của mình nó được căng và cứng cáp hơn ha. Và để giữ vững được cái độ rộng của phần thân bình này nè, các bạn sẽ nẹp cho mình cái tấm canvas lại, tức là mình khâu lại để tấm canvas của mình nó không có bị chạy ha mình sẽ canh chỉnh cho tấm canh vách nó căng đều với lại cái phần thân sau đó đánh dấu cho mình hai chân móc chân đầu tiên ở phần thân trong và cái chân móc tương đương với cái độ căng này ha sau đó mình sẽ tháo cái tấm canh vách ra khi có được hai điểm mà mình đánh dấu rồi sử dụng cho mình kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu và mình sẽ khâu hai cái hàng móc sát sát với nhau nè khâu từ chân bên này ha khâu qua chân đối diện các bạn sẽ khâu cho mình hai hàng như vậy để mình cố định lại được cái tấm canvas cho cái độ tròn của tấm canvas nó không có bị xê xích ha. cuộn lại một đầu phía ngoài nè. Để nẹp lại thì cũng rất là đơn giản, các bạn sẽ đâm kim cho mình ở hai chân móc nằm ngang với nhau nè. các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết sau đó cắt cái phần canvas thừa đi ha sau khi hoàn tất rồi thì ấn nhẹ cho mình cái tấm canvas vào bên trong của lòng bình nè canh chỉnh cho phần canvas của mình nó sát với phần thân sau đó tiếp tục canh cái phần miệng của bình lại ha ta sẽ có được một cái phần thân bình với cái độ chắc chắn như thế này sau đó các bạn tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc giảm mũi để giảm đi cái độ rộng của phần miệng bình nè. Thì ở đây mình đã giảm được thêm nhiều hàng móc cho phần miệng bình của mình nó có một cái độ rộng vừa phải rồi. Hàng cuối cùng của mình đang móc là hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm ha. Ta có tổng cộng là 21 chân móc cho vòng này. Thì các hồng kế tiếp các bạn sẽ móc đều và không cần phải giảm mũi nữa. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc để mình tạo cái độ cao cho phần cổ bình ha mình sẽ móc tầm khoảng 4 cho đến 5 hàng móc. Như vậy là ta sẽ có được cái độ cao của phần cổ bình. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần miệng bình bên trên. Để tạo cái phần miệng bình bên trên ha, các bạn sẽ lấy cho mình công thức của cái hàng mình giảm mũi cuối cùng ở cái phần này. Mình có hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm ha. Các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên cái hàng này. Mình có hai mũi móc đơn mỗi chân nè. mũi móc đơn đầu tiên nè tiếp tục móc đơn thứ hai khi có được hai mũi móc đơn mỗi chân rồi chân kế tiếp mình sẽ móc tăng mũi ha các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng chân móc như vậy là ở hàng này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha móc tương tự cụm này cho các chân còn lại cho đến cuối vòng sau đó tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc tăng mũi tức là mình sẽ tăng tịnh tiến tương tự giống như cái phần đáy tăng tận tiến số mũi móc đơn lẻ mẫu chân ha các bạn cứ tăng cho mình cho đến khi mình đạt được cái độ xòe cho phần miệng của bình đối với size bình này thì miệng bình mình sẽ tăng thêm 3 hàng móc ha tức là mình sẽ có cụm là 4 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng mình cũng đảo công thức ở vòng này phần miệng bình của mình nó sẽ có cái độ xòe ra nè và để tạo điểm nhấn cho cái phần miệng bình mình sẽ có những cái họa tiết cái hàng cuối cùng của mình nè mình sẽ có những cái họa tiết như thế này để mình tạo cái điểm nhấn cho phần miệng bình thì các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi móc đơn vào các cái chân móc nhưng mà cái mũi móc đơn của mình mình sẽ có một cái đường g nằm chính giữa ha các bạn đâm kim cho mình vào chân móc ghế bên nè kéo lên mũi đơn thì mình sẽ kéo lên qua hai chân trên kim để tạo điểm nhấn thì cầm cho mình cái sợi len dài các bạn sẽ đưa cho mình xuống dưới kim sau đó mình vòng một vòng quanh kim ha đưa xuống dưới kim nè vòng một vòng quanh kim thì lúc này hai cái đường móc của cái mũi đơn đó nó sẽ có một cái đường nằm ngang kéo len qua hai đường trên kim ta sẽ có được cái điểm nhấn cho mũi móc đơn ha các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng nè đâm kim kéo len sau đó đưa cái sợi len dài vòng xuống dưới kim và vòng một vòng quanh kim kéo qua hai đường trên kim và móc tương tự cho mình cho đến cuối ha sau khi hoàn tất được điểm nhấn cho phần miệng bình rồi ta sẽ có được một phần thân bình xinh xắn như thế này tiếp tục nhồi gòn vào bên trong các bạn có thể nhồi cho mình thật là nhiều gòn vào bên trong hoặc là để cho cái phần bình của mình nó được đứng vững hơn các bạn có thể sử dụng cho mình những cái vật nặng mình nhét ở phía dưới đáy bình ha để khi mà mình cắm bông vào cái phần bình của mình nó sẽ không có bị lung lay